Bằng văn bản đó là khi người ta có thời gian, có điều kiện để người ta sử dụng văn bản thì người ta ủy quyền, nhưng trên phương diện là làm việc trực tiếp có thể ủy quyền bằng miệng. Các đồng chí có hiểu ủy quyền có bao Vâng, nhiêu cách để ủy quyền không? hiện tại bây giờ nhá, anh em đang Rồi, làm việc ok. gì được chưa? Này thì ở đây là bây giờ nhá. Ở đây là tài xế lái xe và là người mà các đồng chí đang xử lý vi phạm đúng không? Thì bây giờ là đây là người thân của tôi, là cậu ủy quyền cho cháu nhá. Rồi. Rồi ok, cậu ủy quyền cho cháu là ủy quyền bằng miệng. Nào bây giờ tôi sẽ làm việc với các đồng chí này. Là thứ nhất là hôm nay là các đồng chí đang bắn tốc độ ở đây với lỗi vi phạm là bao nhiêu trên bao nhiêu? Tốc độ là của anh Kỳ là điều khiển xe chạy quá tốc độ là 75 trên 60. 75 trên 60, lỗi này là phạt 4 triệu, xử lý giam bằng 2 tháng đúng không? Đúng Thế rồi. thì bây giờ các đồng chí là lập biên bản này. Rồi ok, tổ công tác của mình hôm nay là có mấy người và ai làm đội trưởng nhỉ? Ông anh Ba nhỉ? Đây anh Đâu anh Kiên, đâu anh Kiên là đội trưởng đâu? Bây giờ thứ nhất là tôi yêu cầu là các đồng chí bắn tốc độ thì yêu cầu cho tôi kiểm tra máy bắn tốc độ và giấy chứng nhận kiểm định của máy bắn tốc độ, người nghiệp vụ bằng là nghiệp vụ bắn tốc độ của người bắn là ở vị trí nào, và mang lên cho tôi kiểm tra trực tiếp tại chỗ để tôi đối chiếu xem hôm nay các đồng chí có làm việc đúng chức năng nhiệm vụ hay không. Cái thứ hai nữa là cho tôi kiểm tra chuyên đề kế hoạch là có trong chuyên đề kế hoạch để bắn tốc độ này hay không, người bắn là ai, có chứng chỉ nghiệp vụ hay không. Nhanh nhanh. Tôi chấp nhận là nếu hôm nay tôi sai, các đồng chí làm đúng nhiệm vụ, tôi sẽ nộp phạt theo đúng quy định của nhà nước để mang cái tính răn đe giáo dục và làm gương cho người khác. Và nếu như các đồng chí làm sai thì đây sẽ là cái căn cứ để tôi tố cáo các đồng chí làm sai nhiệm vụ chức năng. Ok chưa? Nào đâu anh Kiên đâu, đội trưởng đâu, ra làm việc nhanh để bây giờ tài xế đi giải quyết công việc riêng ạ. À, anh Tuấn à? Thế tao anh ấy vừa bảo là Kiên. Bây giờ trước tiên em làm việc anh đội trưởng, anh Tuấn cho em xem cái bảng tên với ạ. Anh đầu anh Tuấn đội trưởng là 326216, là đội trưởng tổ cảnh sát giao thông, hiện nay là đang là chức vụ là thiếu tá đúng không? À trung tá. Rồi đấy thì có mấy cái yêu cầu đấy thì em yêu cầu tổ công tác cung cấp cho em được những cái đó để em ấy ạ. Trước tiên là chuyên đề kế hoạch đúng không? Vâng ạ. Đang bị ấy. Đấy thì anh cho em được xem chuyên đề kế hoạch. Rồi thì anh cứ bỏ máy lên. Đây em bỏ máy qua vị trí này. Em không quay, em nói cái gì là em làm cái đấy, em không quay là em không quay. Còn bây giờ em chỉ làm việc với anh trên phương diện là ấy đó. Là hôm nay là nội dung là ngày thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021. Tổ tuần tra kiểm soát và cán bộ chiến sĩ tổ 1 gồm có anh đầu anh Tuấn tổ trưởng, Nguyễn Văn Phố, Kiều Văn Ba, Trần Văn Lập và Nguyễn Văn Long, là tổ mình có 5 người đúng không? À, thì hiện tại ở đây là thấy có 4 người. Một anh đi bắn tốc độ, ngồi bắn tốc độ. À một anh bắn tốc độ ạ. À. Thế thì rồi ok. Thời gian từ 6 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30. Tuyến địa bàn là trên tuyến đường là 309 km11 đến địa bàn huyện 309, 309 trường Hợp Châu, Đồng Tĩnh và các đường liên xã, liên thôn thuộc các địa bàn hướng đạo Hoàng Hoa và Đồng Tĩnh. Nhiệm vụ là kiểm tra đối với các cái... Từ từ em chưa đã, em xem đã không? Anh em chưa đọc đến nội dung anh làm việc. Đọc đấy. Em chưa đọc đến nội dung làm việc. Không được, cái này là tài liệu công khai anh nhá. Trong khoản 5 điều 11 có được yêu cầu là sử dụng là được xem ấy. Đồng ý, tôi không, anh... tôi không nói là không... Bí mật đây là tôi, em được quyền giám sát theo thông tư 67 nhá. Rồi, nếu mà không phải tài liệu mật thì anh không được phép là anh giấu riêng, anh không cho người công khai cho người giấu, đọc. Đây vì anh đang đọc đây gì đó. Tập trung kiểm tra xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe ô tô, mô tô và các loại phương tiện khác chở hàng vượt quá trọng tải này, chở hàng để rơi vãi này, điều khiển xe theo kéo theo xe khác này, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chuyển hướng không có báo tín hiệu, nồng độ cồn này, chất ma túy, lắp thùng xe không đúng quy thước sản xuất, không đúng đi không đúng phần đường, không thắt dây an toàn, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ, xử lý vi phạm an toàn giao thông. Ok, là có ở trong chuyên đề. Và hôm nay là xe công vụ là 88A00511 và xe mô tô 88B00113. Vậy thì là bây giờ là cái chuyên đề kế hoạch là các anh là có được thực hiện cái việc bắn tốc độ ở trong này. Và cái thứ hai nữa là cho em yêu cầu là kiểm tra máy bắn tốc độ. Kiểm tra máy bắn tốc độ ạ? Vâng ạ. Máy bắn tốc độ ở đây thì để tôi sẽ mời anh em lên mang máy bắn. Vâng, anh mang máy bắn lên hộ em ạ. Đây là 88A00394 thì đâu có phải là cái xe đấy đúng nhỉ?
Thế thì không đúng rồi, không đi không đúng xe rồi. Cái lúc đấy là 11011 rồi gì đấy. Đúng rồi. Được rồi, cháu ghi trong clip đây rồi. Thế này là mang xe đi không làm đúng nhiệm vụ thì có khi là tổ khác đưa vào đây để thay thế rồi. Cái văn bản ở tổ khác, tổ này mua. Không, không cậy. Có Trần Văn Lập này, có Nguyễn Văn Long này và có Nguyễn Văn Ba, được rồi. Tài liệu thì cháu ghi hết trong này. Bây giờ yêu cầu tổ công tác cung cấp cho em cái máy bắn ạ. Và giấy chứng nhận kiểm định của máy bắn đi cùng nhá. Cộng với chứng chỉ nghiệp vụ của người bắn nữa. Bây giờ thứ nhất nhá, cái đường này ấy mới cắm biển tốc độ ở đây thì bắn luôn tốc độ đối với tài xế là một việc làm rất là phản cảm. Anh Tuấn ạ. Tại vì là trên phương diện là cái đường này thì từ trước đến giờ đã mở ra lưu thông rất là nhiều năm nay rồi, chưa từng cắm biển tốc độ. Và hiện nay mới cắm biển tốc độ rất là ngắn hạn, có mấy ngày nay thôi. Thì trên phương diện là một người làm thực thi nhiệm vụ và có chuyên môn về điều khiển và điều tiết giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông ấy, thì em nghĩ là với phương diện là cái lý thì cũng phải có cái tình. Có trong cái luật phải có cái tình, là bây giờ là các anh trước khi là xử phạt thì các anh phải có hình thức là tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở người tham gia giao thông để người ta tuân thủ và để ý đường giao thông để đảm bảo an toàn giao thông. Chứ không phải là cắm cái biển lên cái là các anh 5 năm cầm cái máy bắn ra để các anh bắn và phạt tiền luôn đối với người giao thông này. Người tham gia giao thông như này nó rất là phản cảm. Đấy. Đây này, các anh bắn tốc độ đây, thứ nhất là về quy định về lập chốt là các anh cũng không đúng. Không có dây căng, không có đèn báo, không có cột biển báo là vị trí đây là đang làm nhiệm vụ bắn tốc độ hay là làm nhiệm vụ gì. Đấy mà bây giờ là cái tuyến đường này nó ngăn ra có hai làn là để cho xe cơ giới, xe thô sơ đi và cái xe cơ giới đi. Mà bây giờ các anh lại chặn chốt lắm này thì người ta đi ở đâu? Bây giờ người xe thô sơ mà người ta đi ra ngoài đường này, lỡ mà xe cơ giới mà người ta đâm vào tai nạn thì các anh có chịu trách nhiệm hay không? Đấy, đấy là về trên phương diện là các anh làm đang làm chưa, cũng chưa đúng với chức năng quy định nhiệm vụ mà pháp luật quy định không? Còn bây giờ em yêu cầu anh là cho em kiểm tra máy bắn đi, tại vì là dừng xe người tham gia giao thông đã lâu rồi. Còn bạn Nguyễn Văn Long nhá, bạn không được phép quay chúng tôi nhá. Chúng tôi là người rời sân, chúng tôi được phép giám sát theo quy định của pháp luật. Còn bạn lấy tư cách gì bạn quay trong khi bạn đang là người thi hành công vụ? Bạn đang là người phục vụ nhân dân. Bạn quay cái gì? Em có quay đâu. Bạn có thật bạn không quay không? Tôi có quay bạn đâu. Bạn thật không quay không? Tại sao bạn phải tắt? Bạn bật màn hình lên. Tôi cầm điện thoại chứ tôi có quay đâu. Còn tôi là Quân, cũng biết Quân. Rồi ok, không phải giới thiệu nữa thì anh em bên đấy chắc cũng quen biết nhiều. Tại vì anh em va chạm nhau nhiều rồi. Ok nhá. Thứ nhất là đi làm này, mang xe đi làm là không đúng nhiệm vụ này. Này lập tổ chốt này. Cái đường nó có bằng này thì các ông lấn chiếm đất lửa. Dây căng băng rôn cũng chẳng có. Trên phương diện là giải quyết tình cảm là tôi đã nói chuyện tình cảm. Còn nếu như mà các đồng chí không thích giải quyết bằng tình cảm thì tôi sẽ dùng luật để tôi làm việc với các đồng chí. Còn anh em đã từng va chạm với nhau rất là nhiều lần rồi, cũng không muốn làm căng thẳng. Nhưng mà các đồng chí muốn làm cho sự việc nó rõ ràng thì tôi cho rõ ràng luôn. Đó, anh Tuấn ơi, có yêu cầu mang máy bắn tốc độ lên được không nhỉ? Tôi phải chuẩn bị được chưa để mà di chuyển đến đây chứ, mà anh yêu cầu có ngay được đúng không? Đây à? Đúng rồi đấy. Rồi, ok. Chứ không phải anh yêu cầu cái là có luôn. Biển vừa mới cắm được mấy hôm, thay vì đứng ra tuyên truyền nhắc nhở cho người tham gia giao thông chú ý thì lại 5 năm ra đây phạt luôn, rất là phản cảm. Bây giờ nhiều người ở xa lạ đường lạ cái, với hai nữa cả kể là người đi quen đường rồi, nhưng mà vì người ta quen đường, người ta đang đi cái đường mà rất nhiều năm nay không có cắm biển tốc độ thì người ta cũng đâu có ai để ý, với cùng đùng cái cắm cái biển nó ở cái bên ven đường thì mang máy ra bắn luôn.
anh. Vâng, em chào anh. Anh gì nhỉ? Rồi, ok. Đó, bây giờ em muốn được biết tên anh trước khi anh em làm việc với anh nhỉ? Rồi, bây giờ anh muốn xem hình ảnh hay thế nào? Em muốn xem hình ảnh, nhưng mà anh là người bắn máy này, cầm máy để bắn đúng không? Đúng rồi. Thì cho em hỏi là anh tên là gì và số hiệu quân nhân là thế nào ạ? Nhưng mà anh, trước tiên anh xem ảnh hay là gì đó? À, trước tiên em xem ảnh thì em phải biết được là em làm việc với ai đã, để em có cái cơ sở căn cứ là nếu em làm đúng thì đây là cách tuyên truyền với người dân, còn nếu mà anh làm sai thì em có cái tên tuổi để em làm tố cáo khiếu nại đối với cơ quan chức năng. Vâng, thì là anh là Nguyễn Văn Phố, 554364 ạ. À, vâng ạ, đây là máy bán tốc độ đúng không ạ? Rồi, ok. À, cho em xem cái tem kiểm định trước nhỉ. Đấy. Đâu ạ? Trước đầu ấy, đâu? À đây, đây. À đây là tem kiểm định nhỉ? Đâu, tem kiểm định đâu? Thôi. Đâu. À đây à. Đây tháng 10 năm 2022 à? Vâng. Rồi ok, đo kem kiểm định 08894. Vâng. Rồi ok anh. Rồi. Rồi bây giờ máy bắn là đã có tem rồi, và tem trồng tem nhá. Đây là tem trồng tem trên cái tem cũ, không phải là tem dán rời nhá. Rồi ok. Rồi, dán rồi anh nhá. Rồi ok, tem trồng tem. Rồi ok. Rồi ạ. Cậu cho cháu mượn điện thoại. Quay à? Cậu bật cho cháu cái điện ảnh lên để cháu chụp lấy cái tem này. Không phải quay. Đâu, anh cho em chụp lại cái tem kiểm định đấy ạ. Đấy, chụp đi. Rồi, chụp rồi. Chụp thoải mái. Rồi, ok. Anh Quân nhá, tôi nói này nhá. Dạ. Anh em tôi đang thực hiện nhiệm vụ. Vâng. Và anh đã biết rồi đúng không? Vâng. Nhiệm vụ của tôi đây. Vâng. Đang đi làm. Dạ. Thực hiện chuyên đề bắn tốc độ. Vâng. Nhá, vào làm các vi phạm khác. Vâng. Trật tự giao thông. Vâng ạ. Anh ra đây tôi chưa biết anh là ai, anh dạ. Giới thiệu anh là Quân đúng không? Vâng ạ. Nhưng anh đang có nhiều cái mà tôi cảm thấy. Thế bây giờ là anh Tuấn này. Vâng. Anh chưa biết em là ai thì bây giờ là em là được người thân ủy quyền qua làm việc. Vâng. Thế bây giờ em xuất trình giấy tờ cá thân, bản thân của em, cá nhân của em cho anh biết em là ai nhá. Vâng. À, cậu cầm cho cháu. Thế bây giờ anh cần kiểm tra giấy tờ gì của em ạ? Anh cần kiểm tra giấy tờ gì nào? Tôi đang làm việc với anh đây. Nhưng mà đây em ủy quyền, tôi ủy quyền cho cháu, tôi làm việc rồi. Đây là ủy tôi quyền, ủy quyền rồi. Nơi làm việc đúng không ạ? Bây giờ anh cần kiểm tra. Bởi vì tôi không hiểu luật thì tôi ủy quyền cho cháu tôi nó làm. Còn nếu tôi sai tôi chịu trách nhiệm và nộp phạt với nhà nước. Bây giờ lái xe vi phạm, anh em tôi đang xử lý lái xe. Anh ra đây anh đòi hỏi là máy tốc độ này rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Là chuyên đề với nọ kia. Đúng rồi, chúng tôi phải kiểm tra chứ, bởi vì chúng em hỏi chúng tôi chưa biết là anh làm đúng hay làm sai. Cậu cứ đừng. Em anh không có quyền kiểm tra, vì sao? Vì văn bản là mật. Hay là tôi không nói là bạn, anh có quyền giám sát rồi, không được kiểm tra thôi nhá. Em không ai kiểm tra, mà đây em yêu cầu xem nhá, em chưa nói câu nào là cho em kiểm tra đúng không? Đúng không? Không vi phạm. Nào bây giờ đến bây giờ là anh có để cho em làm việc tiếp với người bắn tốc độ không ạ? Đây tổ cảnh sát giao thông tại vị trí đường 36 bảo khu tôi đến đây cản trở công việc của tổ công tác, trong khi tôi không hề có gây khó dễ gì. Tôi chỉ yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện đúng nhiệm vụ và được cho tôi thực hiện cái quyền lợi mà tôi được pháp luật quy định. Thế thì tôi kiểm tra quản trở gì anh Tuấn? Bây giờ anh em tôi đang làm ra đúng rồi. Đòi hỏi những cái giấy tờ đòi hỏi máy thế anh, tôi hỏi anh Tuấn là tôi đòi hỏi như vậy là đúng hay sai? Tôi không nói tôi không yêu cầu các anh cho tôi kiểm tra mà cho tôi xem theo cái quy định của nhà nước đúng không? Anh Tuấn, rồi bây giờ là tiếp tục, là bây giờ là tôi đang làm việc với anh bắn tốc độ là anh Phố chứ không phải anh Tuấn nữa nhá. Thế thì bây giờ mời anh ra ngoài để tôi làm việc với anh Phố. Nếu tôi làm việc với người điều khiển xe là anh ơi. Nhưng người điều khiển xe là người ủy quyền cho tôi. Tại sao không được ủy quyền? Anh có hiểu luật ủy quyền có bao nhiêu điều khoản để ủy quyền và bao nhiêu quy định ủy quyền không? Anh điều khiển xe. Tôi không điều khiển xe nhưng tôi được ủy quyền để làm việc với các anh.
Rồi bây giờ là cậu đi nhá. À bây giờ anh Tuấn, tôi yêu cầu anh Tuấn ra ngoài để tôi làm việc với anh Phú. Tại vì là các anh bảo tôi khi nay các anh yêu cầu tôi vào làm việc với anh Phú để kiểm tra máy bắn tốc độ, thì bây giờ tôi đang làm việc với anh Phú thì anh vào đây anh chen ngang việc của chúng tôi làm gì? Tôi làm nhiệm vụ đây anh yêu cầu. Anh làm nhiệm vụ, anh cứ làm nhiệm vụ đi. Tại sao anh bảo tôi đến đây tôi cản trở các anh làm việc? Anh đang cản trở đây sao nữa? Tôi cản trở như thế nào? Tôi xô đẩy, tôi lăng mạ hay là tôi xúc phạm các anh? Anh nói không, nói là anh xô đẩy hay là lăng mạ. Nào, yêu cầu anh Phú cho tôi kiểm tra hình ảnh tốc độ máy bắn để tôi có thể kiểm định được rằng là máy bắn của tôi có bắn đúng xe, đúng người, đúng tốc độ hay không? Tôi hình ảnh của anh nhé. Dạ. Cháu ơi, cậu đưa cháu cái điện thoại của cậu ơi. Chụp, chụp lại cái hình ảnh. Rồi. Mốc lộ giới là quốc lộ 2B 10 km, xe 88A 307. Đây mốc lộ giới là quốc lộ gần quốc lộ đấy, nhìn chưa? Rồi à. Mốc lộ giới rồi, ok, 307 gì kia à. Tốc độ là 75 từ km 10 cũng không không 52. Rồi ok à. Rồi điểm à. Răng rồi, có điểm răng rồi à. Tốc độ đây, biển số xe anh nhìn coi ạ. Rồi được rồi, cái này thì cái yêu cầu bây giờ là rồi hình ảnh đã có. Rồi thì bây giờ là cho tôi yêu cầu là cho tôi kiểm tra giấy kiểm định của máy bắn xem có khớp với cái máy bắn này không. À, anh về cơ quan chúng tôi nhá. Anh yêu cầu. Đó. Em giấy kiểm định của máy bắn đâu ạ? Và chứng chỉ nghiệp vụ của anh nữa. Tại vì máy bắn tốc độ này là cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ được đào tạo thì các anh mới được ra đường để bắn tốc độ, chứ không phải là các anh cứ thích cầm máy là thích ai bắn cũng bắn được. Cái này nó cần phải có chuyên môn. Tập huấn thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ anh ạ. Giống như kiểu anh muốn lái xe thì anh phải có cái bằng lái xe để chứng nhận là anh đủ điều kiện anh lái xe. Thì trong cái việc này vậy à, đâu nhở? Thế là bây giờ là tổ công tác không cho tôi xem giấy kiểm định của máy bắn đúng không? Không cho xem là giấy chứng nhận của nghiệp vụ của người bắn máy bắn đúng không? Sao anh? Thế là bây giờ là anh Tuấn là đội trưởng này, thì bây giờ là tôi có yêu cầu là cho tôi được kiểm tra giấy bắn tem kiểm định, giấy kiểm định của máy bắn để đối chiếu với máy bắn là xem hôm nay các anh có mang đúng máy bắn với tem kiểm định đã được kiểm định hay không. Và cái thứ hai nữa là cái giấy chứng nhận nghiệp vụ chuyên môn của người bắn tốc độ.